Tất cả những cái mô hình này nó vẫn còn đúng ở cho thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chúng ta sử dụng ở trong giao dịch ngày nay, chúng ta sẽ phải tìm ra những cách để tối ưu hơn và để cho những cái đường này nó trở nên nó đem lại cái lợi nhuận cho chúng ta nhiều nhất. Chào mừng các bạn quay trở lại XTB, mình là Minh. Và những nội dung mình chia sẻ trong video ngày hôm nay được dựa trên những kiến thức và những kinh nghiệm của mình ở trên thị trường. Tất cả nhằm mục đích giúp cho các bạn tiếp cận thị trường tài chính quốc tế một cách đơn giản nhất và dễ dàng nhất. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều video khác nhau với những chủ đề khác nhau và các bạn để xem lại bất cứ thời điểm nào trong phần series của XTB Trading Academy. Và chúng ta sẽ bắt đầu cái nội dung của video chúng ta ngày hôm nay. Ở trong cái video trước thì mình đã chia sẻ cho mọi người chuyên sâu và rất là kỹ lưỡng về một cái mô hình đảo chiều, đấy là mô hình hai đỉnh. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi về cái mô hình ngược lại với cái mô hình hai đỉnh, đó chính là gì? Đấy là mô hình hai đáy. Như mọi người đã thấy ở trên màn hình thì cái mô hình hai đáy nó mang những cái đặc tính ngược lại so với mô hình hai đỉnh. Đó là mô hình hai đáy là một tín hiệu đảo chiều có thể dùng để vào lệnh mua sau một cái xu hướng giảm. Chúng ta nên nhớ nhé, nó sẽ để vào lệnh mua sau một cái xu hướng giảm, chứng tỏ là giá có xu hướng đảo chiều từ xu hướng giảm chuyển sang xu hướng tăng. Và mô hình này bao gồm hai đáy gần ngang bằng nhau với lại một đỉnh nằm ở giữa. Hai đáy ngang bằng nhau với lại một đỉnh nằm ở giữa. Thì cái này chúng ta sẽ liên kết lại với cái video trước của chúng ta. Mô hình hai đỉnh là nó tạo ra hai cái đỉnh ngang bằng nhau với lại một cái đáy trung tâm nằm ở giữa. Thì ngược lại, đối với mô hình hai đáy chúng ta sẽ thấy là nó tạo ra hai cái đáy ngang bằng nhau và một cái đỉnh trung tâm nằm ở giữa. Và cái đường thẳng đi qua cái đỉnh trung tâm ở giữa hai đáy này sẽ gọi được neckline hay gọi là đường cổ. Và giá phá vỡ lên trên neckline coi như là mô hình được hoàn thành. Thì ở đây chúng ta sẽ có là một cái xu hướng giảm với những cái đỉnh sau thấp dần, đáy sau thấp dần. Sau khi đi xuống đây thì nó tạo ra được cái khu vực đáy thứ nhất. Tạo ra khu vực đáy thứ nhất thì giá hồi lên, tạo khu vực đỉnh trung tâm. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy là sau khi chạm với đỉnh trung tâm này, giá nó sẽ quay đầu nó giảm điểm, tạo ra cái đáy thứ hai. Thì cái đáy thứ hai ở đây nó sẽ chỉ ngang bằng với cái đáy thứ nhất thôi. Thì đây chúng ta sẽ thấy tương tự giống như đối với mô hình hai đỉnh. Thì ở cái mô hình hai đáy cho chúng ta thấy được là gì? Là cái xu hướng giảm nó đang bị chứng lại, thể hiện qua cái việc là nếu xu hướng giảm nó tiếp diễn thì nó phải tạo ra thêm được những cái đáy sau thấp hơn đáy trước. Nhưng ở trong trường hợp này thì không. Cái đáy sau ở đây nó tạo ra nó chỉ ngang bằng với cái đáy trước thôi. Thì cái xu hướng giảm nó chứng lại và cái lực mua nó đang dần xuất hiện ở đây rồi. Chính vì vậy chúng ta sẽ đợi khi nào giá nó phá qua cái khu vực đỉnh cũ ở đây thì là một cái sự xác nhận là xu hướng tăng đã có mặt và những cái người mua đã xuất hiện ở đây đẩy cho cái giá nó đi lên tiếp. Và chúng ta sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái điểm breakout và một cái điểm để chúng ta retest lại chúng ta mua ở đây. Và chúng ta thấy cái mô hình nó khá giống đối mô hình hai đỉnh, chẳng qua là nó lật ngược lại so với mô hình hai đỉnh mà thôi. Và chúng ta có những cái đặc điểm với mô hình này mà chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào quên. Thứ nhất đó là gì? Mô hình hai đáy là loại mô hình đảo chiều. Nếu thị trường đang sideways thì mô hình này nó sẽ không có tác dụng. Nên nhớ, cái đây là một cái đặc điểm rất giống với mô hình hai đỉnh. Và hai đáy nên bằng nhau hoặc là chênh lệch với nhau không đáng kể. Chênh với nhau không đáng kể vẫn được. Khối lượng có xu hướng giảm trong thời gian tạo thành mô hình và tăng lên khi giá break lên khỏi cái đường neckline. Tức là gì, chúng ta sẽ thấy một cái khối lượng giao dịch nó sẽ tăng mạnh sau khi giá nó phá ra khỏi cái đường khu vực đường cổ. Và sau khi hoàn thành được mô hình thì giá có xu hướng retest lại cái vùng neckline. Retest lại cái vùng này. Và đây nó sẽ là cơ hội để chúng ta nhảy vào để chúng ta mua. Vậy thì như cái kiến thức cơ bản thì chúng ta đã khá là quen, chúng ta biết so với cái mô hình hai đỉnh nó rất là dễ rồi. Thì mình sẽ vào luôn cái phần là giao dịch với cái mô hình hai đáy, chúng ta sẽ có những cái phương pháp nào. Thì cách thứ nhất đó là mua ngay khi giá phá lên trên cái đường neckline, tức cái đường vùng cổ này. Và cái cách hai là mua khi giá phá lên trên đường neckline và nó retest lại về đây. Về cơ bản chúng ta sẽ thấy là bản chất
cái cách giao dịch này nó giống như cái việc là giao dịch cái mùa 12 để chúng ta sẽ chờ đợi một cái sự phá vỡ ra khỏi cái đường cổ. Chúng ta sẽ mua hoặc là bán cái lần một đấy và đợi nó retest về thì nó sẽ có một cái nhịp thứ hai ở cái khu vực này, đúng không ạ? Tất cả những cái đó chúng ta sẽ thấy được là gì ạ? Nếu chúng ta nắm được cái logic thì chúng ta sẽ hiểu được toàn bộ cái đường đi của giá. Và nên nhớ đây sẽ là hai điểm chúng ta có thể chúng ta sẽ vào lệnh. Mọi người có thể đánh ở cái điểm thứ nhất và chúng ta có thể nhồi thêm lệnh ở điểm thứ hai. Hoặc là nếu mà người an toàn chúng ta sẽ chỉ đợi khi giá nó hồi về nó retest ở cái điểm thứ hai thì chúng ta mới vào lệnh. Và đây là kiến thức cơ bản thì trong thực tế giá sẽ chạy như thế nào và những cái phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ có đồ thị của cặp N cạn và khung thời gian là khung H4 ở trên phần mềm Extension. Và ngay lập tức như mọi người nhìn vào thì mọi người sẽ thấy ở đây bản chất nó sẽ là một cái mô hình hai đáy, đúng không ạ? Một cái mô hình hai đáy. Và chúng ta sẽ thấy được là gì? Đây là cái khu vực đáy của nó. Đây là khu vực đáy, đúng không ạ? Bởi vì nó hồi về đây nó rút dâu và nó chạm ở đây nó có một cái lực bật lên rất là mạnh. Và chúng ta sẽ có một cái khu vực tiếp theo là gì? Đây chính là cái khu vực đường cổ của cái mô hình hai đáy này, đúng không ạ? Chúng ta có một cái xu hướng giảm này, giá đi xuống đây tạo ra cái đỉnh thứ hai bằng so với cái đỉnh thứ nhất. Và sau đó nó giá phá đi lên với một cái lực đi lên rất là mạnh. Và trong trường hợp này chúng ta sẽ nhìn thấy và chúng ta sẽ đưa ra được cơ hội của chúng ta. Đó là gì? Là đây là xuống giảm đơn giản rồi, hồi lên tạo ra đáy thứ hai. Và sau khi giá phá ra khỏi khu vực đường cổ này với một cây nến động lượng tương đối là mạnh, cái phần thân nến dài và màu xanh, còn hai phần dâu ở trên nó tương đối là ngắn. Chúng ta có thể so sánh ngay cả ở đây với cái khối lượng giao dịch thì bắt đầu nó xuất hiện những khối lượng giao dịch tăng đột biến. Ngay ở đây nó khối lượng giao dịch đã tăng rồi này, chững lại một chút và bắt đầu tăng. Thì chúng ta sẽ thấy là một cái lực đi lên của nó sẽ rất là mạnh, một cái lực đi lên sẽ rất là mạnh. Câu hỏi được đặt ra ở đây nó chỉ đơn giản là chúng ta sẽ vào lệnh ở đây thì rất là rõ rồi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đặt stop loss ở đâu? Chúng ta đặt stop loss ở đâu? Và theo khuyến nghị của cái mô hình này chúng ta nên đặt stop loss ở dưới cái khu vực đáy này, dưới khu vực đáy này. Tuy nhiên, vậy liệu nó có xa quá hay không? Nó có xa quá hay không? Thì mình nghĩ cái cách giao dịch của chúng ta sẽ như sau. Chúng ta sẽ mua một cái điểm entry thứ nhất chúng ta ở đây và chúng ta đặt stop loss ở đây. Hiển nhiên, đơn giản và dễ dàng rồi, đúng không ạ? Xong sau đấy chúng ta sẽ tính toán là cái khoảng cách từ cái điểm đáy này lên cái điểm cổ này nó sẽ rơi vào khoảng là 41,7 pip. Thì chúng ta có thể tính nhanh là cái đoạn này đi lên trên đây nó sẽ là 41,7 pip. Tức là chúng ta sẽ tính được cái mức TP cho cái lệnh mua của chúng ta nó sẽ ở đâu đó khu vực trên này. Đoạn từ cái đáy này lên cái đỉnh này sẽ bằng đoạn từ entry lên khu vực này, đúng không ạ? Stop loss chúng ta sẽ đặt ở đây. Nó sẽ hơi xa một chút mà ở đây không phải có mô hình đẹp. Cái điểm này nó sẽ ngang bằng với cái khu vực ở dưới này. Vậy thì cái điểm thứ hai chúng ta có thể chúng ta sẽ buy, đó là gì? Chúng ta luôn đặt hai entry, thứ nhất là điểm này và thứ hai đợi nó về retest lại cái vùng đỉnh cũ này thì nó sẽ có một cái lệnh chúng ta mua vào. Và hiển nhiên khi chúng ta khớp được hai lệnh này thì cái entry chúng ta sẽ là một cái entry rất là đẹp. Nhưng chúng ta vẫn chưa xử lý được cái việc là cái mức stop loss này nó khá là xa cái phần entry, chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Và cách chúng ta có thể có cái điểm entry vào lệnh tốt hơn ở đây mình muốn nói đó là chúng ta sẽ vào khung thời gian nhỏ hơn để tìm kiếm cái điểm vào lệnh được sớm hơn và điểm vào lệnh sẽ đẹp hơn. Thì mọi người phân tích ở H4 thì mọi người có thể vào lệnh ở H1 hoặc là nếu mọi người đánh tốt hơn thì mọi người có thể vào lệnh ở M15. Thì như ở đây khi mọi người vào trong H1 thì mọi người sẽ thấy cái điểm phá vỡ nó đã rõ ràng hơn rất là nhiều. Đây là khu vực ở vùng đường cổ thời điểm hiện tại, giá phá qua với những cái nến động lượng rất là mạnh. Và đây là cái điểm entry chúng ta mua ở trong khung H4, đúng không ạ? Nhưng nếu mà H1 chúng ta sẽ thấy được là gì? À, chúng ta sẽ thấy được cái khu vực này. Chúng ta sẽ thấy được những cái cây nến động lượng này với cái lực đi lên volume giao dịch tăng rất là mạnh ở trong cái khu vực này rồi, đúng không ạ? Volume giao dịch bắt đầu tăng lên này. Vậy thì hoàn toàn chúng ta thay vì chúng ta phải đặt stop loss ở tận dưới này thì chúng ta có thể làm một việc là chúng ta xác định cái điểm key level xu hướng tăng. Thì chúng ta sẽ thấy là đây chính là cái điểm key level, tức là cái đáy tạo ra khu vực đỉnh này. Và chúng ta sẽ có thể là chúng ta vào entry ở đây và chúng ta sẽ đặt stop loss cho chúng ta ở dưới này là ok. Bởi vì điểm này điểm khá là hợp lý vì nó là key level và thứ hai nó là cái điểm nằm dưới cái mốc neckline này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là khi nào nó phá đảm ra được khỏi mốc neckline nó chứng tỏ cho đây là một xu hướng tăng. Thì đây sẽ là cách mà giúp chúng ta tối ưu hóa được cái điểm vào lệnh cũng như là chúng ta sẽ có được một cái điểm stop loss nó sẽ gần hơn và thấp hơn so với cái việc chúng ta đặt ở tít tận dưới này. Còn nếu như các bạn muốn có một cái điểm nó đẹp hơn nữa thì chúng ta có thể vào khung thời gian nhỏ nữa, đấy là khung M15. Chúng ta sẽ thấy đây là khung M15. Giá chạm vào vùng kia level đi lên phá qua khu vực này. Và giá bắt đầu đi lên và lên đây một cây nến xanh rất là mạnh. Vậy thì
cái mục tiêu ban đầu của chúng ta muốn vào M15 để chúng ta tìm được một cái điểm vàng đẹp hơn, đúng không ạ? Nhưng sau khi vào M15 chúng ta nhận thấy được là hóa ra cái điểm vàng M15 này nó sẽ chỉ tương ứng với một cái điểm vàng ở H1 thôi. Lý do những cây nền phá qua đây, nhưng đến đây những cây nền nó bắt đầu nó trực lại và nó không chứng tỏ cho một cái động lượng tăng nó còn mạnh nữa. Và chúng ta sẽ thấy được là gì, là sau khi giá nó phá qua với cây nến xanh này thì đây mấy cái điểm chúng ta entry, chúng ta vào lệnh. Và cái điểm này nó vẫn là cái điểm tương ứng với khung H1. Vậy nên rất nhiều trường hợp chúng ta kỳ vọng có một cái điểm vào lệnh, chúng ta là một cái điểm vào lệnh đẹp, nhưng thực tế chúng ta vào cả những khung thời gian nhỏ hơn thì chúng ta sẽ vẫn thấy là nó sẽ chỉ đẹp ở mức nào đấy thôi. Nên chúng ta sẽ đi vào cái việc là chúng ta hài lòng với entry chúng ta và chúng ta có một cái điểm stop loss chúng ta hợp lý. Tất cả như vậy nó sẽ gọi là một cái setup để vào lệnh đẹp. Ở trong trường hợp này mình có cặp GU và khung thời gian là khung H4. Và chúng ta có một cái xu hướng giảm tương đối là rõ nét ở đây và nó hình thành một cái mô hình hai đáy ở khu vực này, đúng không ạ? Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn zoom ra chúng ta sẽ thấy là cái mô hình hai đáy này nó sẽ không phải là quá rõ ràng cho mọi người. Bởi vì cái khu vực nó tích lũy ở khu vực đáy thứ nhất và tích lũy ở đáy thứ hai nó tốn tương đối là nhiều thời gian. Như mọi người thấy ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cây nến, 7 nhân với một cái cây nến 4 giờ sẽ là 4 tiếng đồng hồ. Tức là sẽ sideways trong khu vực này đến tận 1 ngày. Tuy nhiên về bản chất chúng ta sẽ thấy được là gì, là đây nó vẫn là cái khu vực cái đường cổ cũ của nó. Tuy nhiên trong trường hợp chúng ta sẽ thấy nó là đi xuống đây, đi lên tạo đường cổ, đi xuống đây tạo cái đáy thứ hai. Và cái nhịp đi lên này nó là một cái nhịp cố gắng để phá vỡ ra khỏi khu vực đường cổ này như mọi người đã thấy. Nhưng sau đấy giá lại bật ngược trở lại, bật ngược trở lại. Thì đây sẽ là cú breakout giả và chúng ta sẽ chưa tính đây là phá vỡ ra khu vực đường cổ. Nhưng ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cây nến đỏ rất là dài, đúng không ạ? Nhưng sau đấy một cây nến vol xanh tăng rất là mạnh. Chứng tỏ cho chúng ta thấy là gì ạ? Cái khối lượng giao dịch ở cây nến này nó còn cao hơn phải đến gấp rưỡi cây nến đỏ đằng trước, chứng tỏ lực mua ở đây đã bắt đầu xuất hiện rất là mạnh. Và đây sẽ là cái thời điểm mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm và chúng ta sẽ cần phải lưu ý là cái điểm chúng ta vào lệnh. Và giá bắt đầu đi lên đây và đây chính là cái điểm phá vỡ ra khỏi cái khu vực đường cổ đó. Thì đây sẽ là cái điểm mà chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta vào lệnh và đây sẽ điểm chúng ta sẽ retest về đây và chúng ta sẽ mua. Và như cũ thì bây giờ chúng ta khá là quen thuộc rồi, thay vì chúng ta phải đặt stop loss tận dưới cái đáy này thì bây giờ sẽ có một điểm chúng ta đặt stop loss chính là cái key level của một cái xu hướng tăng, cái đáy tạo nên những cái đỉnh ở khu vực trên này. Vậy thì đây chính là key level và đây chính là cái điểm mà đặt stop loss cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn có một cái điểm entry phụ nữa cho chúng ta thì đây sẽ một cái điểm mà chúng ta có thể đặt. Đó, lý do chúng ta vào cùng M15 chúng ta sẽ thấy. Và chúng ta sẽ thấy điểm stop loss chúng ta ở trong M15 nó sẽ ở trong cái khoảng này. Và đó là với GU thì mình sẽ đi tìm được cặp nữa để lấy ví dụ cho mọi người. Tiếp theo như ở trên màn hình mọi người nhìn thấy là mình có cặp AN. Trước đó nó một cái xu hướng giảm và nó cũng giảm tương đối là mạnh. Tuy nhiên ở đây mọi người nhìn thấy thì có vẻ như là cái mô hình này nó là cái mô hình hai đáy nhưng mà nó có vẻ nó khá là khập khiễng, đúng không ạ? Vì nó không tạo ra cái đáy rõ ràng. Nhưng về bản chất thì nó vẫn là rút dâu, tạo ra cái đáy thứ nhất ở đây, hồi lên tạo ra cái đáy thứ hai ở đây. Và cái điều khác biệt cơ bản đó là đây là cái khu vực mà tạo ra cái phần đường cổ của nó, đúng không ạ? Tuy nhiên sẽ có những trường hợp mà giá nó hồi về đây, phá qua đây, hồi về nhưng mà nó lại về tận ở dưới này, đúng không ạ? Tận ở dưới này cơ. Thì đây sẽ là những cái mà mình muốn nói cho mọi người. Những cái mình muốn nói cho mọi người đó là tại sao chúng ta mua ở cái khu vực này khi giá nó phá vỡ ra khỏi cái đường cổ này, một điểm entry tưởng như rất là đẹp, đúng không ạ? Lại nhồi thêm một cái điểm mà chúng ta về retest lại ở cái khu vực này, ok, chấp nhận được, đúng không ạ? Như vậy thì đối với một cái nhịp này thì làm sao chúng ta có thể ăn được cái nhịp hồi về ở đây? Thì thực tế như ở đây mình đã nói nó rất là khó để chúng ta có thể ăn được cái nhịp này, trừ khi chúng ta nhìn thấy được là sau khi giá hồi về chúng ta thấy được nhịp nhanh ở bên này. Đây là một khu vực đáy cũ, đúng không ạ? Và chúng ta vẫn có thể giữ khu vực đáy cũ này làm cái điểm chúng ta nhồi lệnh. Vấn đề duy nhất ở đây mình muốn nói đó là liên quan đến việc chúng ta đặt stop loss. Vậy thì cái cách mà đặt stop loss như cái mô hình khuyến nghị nó vẫn là một cách chuẩn nhất, nó đặt ở dưới khu vực đáy cũ ở dưới này, nó sẽ đảm bảo cho tính an toàn của mọi người hơn rất là nhiều. Điều nhược điểm duy nhất của nó là nó sẽ điểm nó sẽ stop loss khá là xa. Nhưng nếu mà chúng ta nắm được cái ưu tiên này, cái vấn đề thứ hai mình muốn nói cho mọi người, cái việc mà chúng ta vào lệnh, thì cái lời khuyên của mình dành cho mọi người đó là gì? Chúng ta luôn phải tuân thủ nguyên tắc chúng ta quản lý vốn và chúng ta luôn phải đi cái số lot nó đều. Chứ không phải ở trên này chúng ta đi một lot, ở dưới chúng ta đi hai lot và đến lúc đoạn ở dưới này chúng ta hết tiền thì như thế nó sẽ rất là phí và rất là dở. Bởi vì những cái mô hình này nó xảy ra
Nhưng có nhiều lúc cái khoảng cách từ cái đáy này lên khu vực đỉnh nó sẽ rất là xa, và chúng ta sẽ cần phải nhồi thêm một cái lệnh nữa giữa khu vực đáy này và khu vực đỉnh này. Và đấy là những kiến thức nâng cao. Thì như trong trường hợp này, ngoài hai entry, thứ nhất entry khi nó phá vỡ ra khỏi cái đường cổ, entry thứ hai khi nó về nó retest, thì mình có một cái entry thứ ba và mình cảm thấy mình khá là ưng ý với entry này. Đó là một cái điểm nó ở giữa cái khu vực cái đường đáy này và cái khu vực cái đường cổ ở trên này. Thì nếu mọi người nhìn vào thì mọi người sẽ thấy bản chất của cái đường đó nó là gì? Nó là một cái đường Fibo 50 trong một xu hướng tăng. Chưa thấy giá nó hồi về đâu đó quanh khu vực Fibo 50, chúng ta có thể nhảy vào, chúng ta sẽ mua. Nhưng nói một cách đơn giản thì mọi người chỉ cần hiểu là chúng ta sẽ có một entry ở giữa khu vực đáy này và cái khu vực cổ trên này. Và nó sẽ giúp cho chúng ta là có 3 entry và nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ chắc chắn là sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Và tất cả những cái mô hình này nó vẫn còn đúng ở trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên chưa sử dụng ở trong giao dịch ngày nay, chúng ta sẽ phải tìm ra những cách để tối ưu hơn và để cho những cái đường này nó trở nên nó đem lại cái lợi nhuận chiều ngang nhiều nhất. Và trên đây là phần chia sẻ của mình trong video ngày hôm nay về cái mô hình hai đáy. Cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video này và hy vọng là những cái thông tin này sẽ giúp ích để cho mọi người khi mọi người giao dịch ở trong thời điểm thực tế.